Rồi sau đây là em giao lưu với mọi người hết một lô nha, một lô gọi là sưu tầm ha, nô mục ha, nói chung là em quạt sạch sơ rồi nha. Đây là một lô nha, đây cục đầu tiên nè, cục này nè. Mông sừng nha mọi người, nói chung em quạt sạch sơ rồi. Này to nha, nhưng mà nó bọng lũ nha. Đây là một cục nha mọi người, này sưu tầm ha, một cục. Cục thứ hai nha mọi người, này nó nuôi một. Nuôi một gần gút tùm lum hết nha mọi người, giống đặc nha mọi người, đục ở tường nhỏ cũng được nha. Cục thứ hai, tiếp theo là cục thứ ba nha mọi người, cục thứ ba. Em buông sừng nha mọi người. Rồi, ba cục thứ ba. Cục thứ bốn. Cục thứ năm. Đặt nha mọi người. Làm bên tường ok nha. Cục thứ 6. Cục này nó ung bú nha. Này mọi người làm cái đèn ngủ cũng ok nè. Cục thứ 7. Cục này là không vết cắt luôn nha mọi người, không một vết cắt luôn. Nó như vậy luôn nha mọi người. Cục thứ 7. Đây, ở dưới này mọi người xem. Nó giống như cái gì không? Mông sừng nha, nhìn nó quá. Cục thứ 7. Cục thứ 8. Cục này đặt veo luôn mọi người, đặt đầu đặt đít luôn. Nó giống như một cái măng, bút măng. Cục thứ 8. Cục thứ 9. Nó nu nè. Cục thứ 10 nha mọi người. Đặt nha, nói chung cục này đặt. Cục 11 nha, nó là búp măng nha mọi người, búp măng. 11 nha mọi người. Đầu không vết cắt nha mọi người, nói chung không vết. Cục 12 nha mọi người. Cục 12. Tiếp theo là cục 13 nha mọi người. Cục này như chiếc phi cơ luôn nè mọi người. Nu mục nè. Không vết cắt nha. Cục 12. Không vết cắt. Cục 13. Cục 14. Cục 15. Cũng đẹp nha mọi người. 15. Cục 16. Cục 17. Cục 18. Cục 19.
cục 20. Cục 21. Cục 23. Cục này không có cắt hai đầu luôn nè mọi người. Rồi tổng lô là 25 cục nha mọi người.